Sơ mi em ạ, có mã số là 1486 ạ. Hiện tại mỗi đợt này em còn 3 size cuối, các chị tranh thủ đặt hàng nha, em sẽ không có về thêm nữa đâu. Bây giờ là còn bao nhiêu cái bán hết là chính thức em mở mẫu luôn. Rồi mẫu em mặc đây chất liệu là lụa nha. Một em sơ mi lụa form dài cho các chị yêu là qua gối nè. Em cao 1m60, form váy là dài phủ gối. Chất này mặc mềm mát và không có bị nhăn nhầu hay là bay xù dị vải gì hết. Mình có thể là giặt tay giặt máy thoải mái vô tư cho em luôn. Rồi đầm may một lớp có kèm hai túi nha cả nhà. Em chào chị Trúc Anh nè, chào các chị yêu mới vào nha. 349.000 váy em đang mặc luôn, sale cho các chị yêu nha. 450. 450 là giá bán bình thường hay giá tại cửa hàng em á. Nhưng mà trên live này các chị mình chia sẻ cho em có 3 lần thôi là mình đã được sale giá còn là 349.000 đồng rồi. Em may cổ sơ mi nè, lịch sự kín đáo lắm, mình có thể đi chơi, đi làm, đi tiệc gì cũng được cho em. Có tay lỡ cái chị nha, đầm xòe tay lỡ, khóa nằm sau lưng của em nha cả nhà, xinh ha. Màu này em thấy là nó rất là nhẹ nhàng, phù hợp cho cái chị mình, kiểu như là không có thích cái tông nó quá tươi, quá nổi. Thì đây, lấy cái này cho em, màu này rất là hợp với mình luôn. Ai cũng mang được, không kén da, không kén tuổi cho em. 65 cân đổ về chị, váy mẫu đang mang là 1486, cái chị yêu đặt hàng ghi mã giúp em nha. Rồi chị Tuyết Trinh lấy 1486 này, chị Trần Lan có đơn luôn. 349.000 chị yêu ơi, 349.000 đồng. Em đang mặc đây là 1486 ạ, 349.000 nha cả nhà, sơ mi lụa, khóa kéo nằm sau lưng ha, form dài cho các chị là qua gối nè. Dễ thương lắm. Mẫu này em thấy là đi chơi, đi tiệc, đi làm gì cũng phù hợp cho em hết trơn á. Các chị thích mẫu này thì đặt luôn để em tư vấn và chừa hàng nè. Mã số sản phẩm chị Ngọc Yến ơi, em chưa thấy mã váy mình đặt hàng nè. Rồi chị Minh Minh, đồng này 51 cân được chị. Bây giờ 51 cân chị lấy cho em size L đi ha. Váy em còn 3 size. Váy em đang còn L nè, XL với lại 2X. 50-65 cân cho em nha. Sơ mi tay lỡ form xòe, dễ thương chưa, xuất sắc với chị ơi. Chốt liền cho em con này. Đi chơi, đi tiệc, đi làm gì cũng phù hợp cho em hết. Giá váy là 349.000. Dành cho những chị khách đặt trên like của em nha. Lưu ý là các chị phải bình luận trên like mới được áp dụng giá sale. Đơn nào mình mua trễ, giá em mặc nó trở về là 450 thì rất là ổn đúng không? Cùng là một em đầm nhưng mình mua trễ nó về 450. Trong khi bây giờ các chị đặt hàng luôn thì bao nhiêu ạ? 349k. Chị Cẩm Tú lấy 1486 đúng rồi. À 48 cân thì hiện tại nếu mà chị mặc size L em sợ nó hơi rộng. Không biết là eo chị bao nhiêu ha? Mình đo thử giúp em phần eo nha. Ok chị Thúy Hồ có đơn luôn nè. 63 cân có thể vừa, eo dưới 86 mặc đồ cho em nha. Chị nào ưng váy này bình luận nhanh giúp 6 bạn. 1486 cộng số điện thoại. Em chào chị Hồng Đan nè. Em mang á là màu xanh, sơ mi màu xanh hoa cũng màu xanh luôn. Nền xanh hoa xanh, tông màu rất là xinh nha với chị mình. Màu này em thấy là nó khá là trẻ trung. Chị yêu nào thích nhẹ nhàng, trẻ trung có thể chọn mẫu váy này của em ha. Mua em này về mình mặc được rất là nhiều dịp luôn. Không chỉ là đi chơi không đâu với chị, đi làm mà cũng phù hợp cho em nữa. Đó, mặc được nhiều dịp mà vải thì lại gọi là hàng may kỹ, mặc bền luôn với chị. Một đầm như vậy các chị mặc theo năm cho em luôn. Năm sau mình mặc vẫn đẹp như vậy cho em bảo đảm luôn ha, không lo lỗi thời. Hàng lụa mango cao cấp nhà em nha. 450 sale xuống còn 349.000 đồng thôi. Chị nào xem like của em đặt hàng sẽ chốt được giá tiền là 349. Bên em sẽ ship hàng đến tận nhà của mình và cho xem hàng trước thanh toán. Yên tâm là các chị mua váy bên em mà sẽ được kiểm hàng đúng như em quảng cáo, đẹp như em giới thiệu thì khi đó các chị mới nhận, ok chưa? Em chào chị An Nguyễn nè, có đồng đi tiệc không em? Đây em này đi tiệc cũng được. Còn nếu chị thích đi tiệc mà kiểu nổi bật, lấp lánh, em có về cho mình đầm ren được không? Nếu mà chị thích đi tiệc mà lấp la lấp lánh á, em có đầm ren đi tiệc cực kỳ xinh đợi em xíu nha. Em sẽ mặc riêng, mỗi một mẫu cỡ tầm là 5 phút để mà em giảm giá ha. Rồi em này nhanh tay đặt luôn nha cả nhà ơi, còn 3 size cuối rồi đó. Em không có về thêm đâu. Mỗi một hoa văn màu sắc nó chỉ về có một lần hàng thôi hả. Mình mà bỏ lỡ qua cái mẫu này của em là chuyến sau là vô thấy lạc hoa khác liền. Lần sau vô là thấy hoa khác kiểu khác. Khi đó mình có muốn mua sơ mi em mang khổng thòn nha. Dạ hết hàng là em bỏ mẫu chị. Chị Kelly Nguyễn có đơn nè. Rồi chị Nguyễn Hằng chốt size L. Ok chị, 50 cho tới 65 cân giúp em ha. Đầm sơ mi mẫu mặt là 1486 các chị nha. Lưu ý là mình đặt size, ví dụ như là cho chị mẫu em mang nè, hay là hoa này hoa kia là những đơn đó sẽ chưa chốt được nha. Hiện tại nhà em đã hơn 1.500 mã đầm rồi.
hơn 1.500 mã. Cho nên nếu cái chị mình đặt chậm á, mình đặt thiếu thông tin nè, hoặc là đặt sai này kia là không có chốt đơn được nha. Em mang là có 3 size nha chị Thủy Tiên ơi, còn 3 size cuối. Thấy chị Hồng em thấy chị Hồng Anh thấy ạ. Chị yêu mình có cần em hỗ trợ gì về đơn hàng không nè? Hay là muốn đặt cái váy này? Muốn đặt em này thì bình luận cho em đi nha. Đơn 600 em re-ship nha. Đơn 600 ngàn các chị mua 2 đầm, 3 đầm gì đó, ha, mua 2, 3 cái khác nhau cũng được luôn. Miễn là tổng đơn cho em 600 ngàn là các chị sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà. Mẫu em mặc đây là 1486 ạ. Đầm xòe nha, vải lụa mango một lớp và có kèm hai túi. Đầm nền trắng hoa vàng, nền trắng hoa vàng ok đợi em xíu nha, 30 giây nữa em xuống like này, em bật bài like khác chị vào xem giúp em sẽ mặc cái mẫu đó cho mình xem nha. Đầm đó nó lẽ sang mất tiêu rồi. Hôm nay em sẽ live riêng từng mẫu, mỗi mẫu cỡ tầm 5 phút, các chị tranh thủ ha. Ưng váy nào vào like đặt luôn giúp em nè. Như mẫu em mặc đây thì chỉ có 349 ngàn đồng thôi nha cả nhà. Em còn cho các chị mình là 3 size cuối cùng ha. Đặt luôn trên like để còn được tư vấn và giảm giá nữa ạ. Em đang mặc đây là 1486 nha các chị yêu ơi, 349 ngàn thôi nè. Siêu phẩm mới về của nhà em đây ạ. Một em đầm họa tiết lông công rất là xinh cho các chị yêu luôn. Với cái tông màu này thì em thấy là chị nào thích trẻ trung trắng da mình hãy lựa chọn nha. Rất là đẹp luôn mấy chị. Em nói nhận hàng cái chị ưng liền thiệt. Vừa khi mà khui hàng ra em cho mình kiểm hàng á mấy chị. Mua váy nhà em được kiểm hàng mà. Đây là cái chị cứ yên tâm nha. Cái họa tiết mới này về sang quá hết trời luôn nè. Em bảo đảm mấy chị luôn là khi mà khui hàng ra xem một cái mấy chị mê liền. Hàng nhà em bán cho mình yên tâm và chất lượng nha. Được xem hàng trước khi thanh toán nè. Giờ mình coi trước trên like của em đi. Trời ơi xin chưa mấy chị, con xòe nè, nhẹ nhàng thước tha chưa, hàng đủ size mấy chị khỏi lo luôn ha. Từ 40 tới 65 cân chốt đơn cho mẫu váy này. Mã hàng giúp em là 1493 nha các chị yêu ơi, chất liệu là von nhung. Rồi em này có đủ size cho mình từ 40 cho tới là 65 cân. Hai eo 84 độ về là các chị chốt đơn thoải mái nha. Eo dưới 84 cho em cứ chốt đơn. Váy được may eo cao, form xòe, em này mặc vô là không có sợ lộ khuyết điểm luôn. Chị yêu nào có bụng mình không sợ lộ bụng nè. Rồi trên mình ví dụ như hổng thẳng hổng thon đi, nó cũng che luôn rồi. Em cao mét 6 mình thấy cái form đầm trời nó dài qua bắp chân của em luôn ha. Rồi 319 ngàn chị Dung Kim ơi, giá chỉ có trên live thôi. Khi mà em kết thúc bài live stream này, váy mẫu đang mang trở về là 450. Khi đó mấy chị mua cũng cái em này mà giá cao hơn. Trong khi bây giờ các chị đặt hàng cũng là em Văn Nhung đang mặc hàng mới luôn vừa cập bến. 319 ngàn mình không đặt bây giờ là tiếc nha. Hàng em về đủ size tha hồ lựa chọn giúp em luôn ạ. Cỡ tròn tay ngắn form xè nhẹ nhàng. Chết này em nói với chị mặc giờ là ghiền như em luôn thiệt. Em vừa mặc nó vô một cái trời đất ơi không thay ra luôn với chị. Chất gì mà nó mềm vờ rờ vô nó mướt nó mát cực kỳ với chị nha. Hàng hai lớp cho mình luôn ạ, vô cùng kín đáo. 319 ngàn chị Nguyễn Thúy ơi nha, 319. Váy em mặc là 1493 chị. Rồi ví dụ như đi chơi nè, đi tiệc ha, mình thích có điểm nhấn thì cái chị đeo kèm cho em một cái sợi thắt lưng hoặc là một cái cài áo gì đó vô cũng được. Ở đây thì em có thắt lưng nên em đeo mình coi thử nè. Đó, các chị thấy nổi bật hơn chưa? Mang theo một cái túi xách và một đôi giày cao gót thôi là các chị đã mặc đi tiệc đồ cho em luôn rồi. Xuất sắc mấy chị ơi, để em đổi đôi guốc màu đen vô cho nó phù hợp nha. Tại em đang cầm cái túi đen nè. 319 em bao giá thị trường luôn. Được xem hàng chị Kim Yến. Hàng nhà em may nên là bao chất lượng luôn ha. Mặc trên live sao là em giao vậy nha. 450 thay vì mua tại cửa hàng giao 450. Ở trên live của em có 319 à. Chị yêu nào thấy like mà không đặt bỏ qua cơ hội này, không có còn được sale giá rẻ đâu. Hàng thì em mới về, số lượng thì mình không nói nha, nhưng mà các chị mua sớm mới có giá rẻ được. Mình đặt chậm nó 450 đó, cũng em này luôn mua trễ 450. Trên live 319 ngàn chị Hồng Thắm, chỉ cần bình luận mã số số điện thoại cho em thôi. Chất von nhung nha, hàng may hai lớp có kèm hai túi cho các chị nè. Cái màu này ghê luôn á mấy chị, màu xanh nhìn rất là mát mắt luôn á, rất hợp với thời tiết mùa hè này luôn nè. Rồi đi chơi du lịch mặc chụp hình cho em thì cũng sống ảo khỏi chê luôn ha. 319 ngàn chị Trúc Anh có đơn nè, chị Trang Võ lấy 1493 ok chị yêu luôn ạ. Rồi chị khách nào ưng chốt liền cho em. Váy xòe với chị coi nè, rất mềm, vải mềm, mặc êm, nhẹ nhàng, thước tha, lên form thì lại gọn dáng nữa. Từ 450 mà chia sẻ cho em mất có 3 lần khoảng tầm vài giây thôi là cái chiêu đã chốt được cái giá tiền là 319 rồi. Thắt lưng của em hả chị? Nếu mà ở nhà mình chưa có phụ kiện thì mình xem thử cái sợi này ha. Sợi thắt lưng em đang đeo nè, nó có mã là 01. Thì hôm nay chị nào mà mua kèm với đầm luôn á
Em bán cho mình 79 ngàn luôn nha. Bán luôn 79 ngàn cái sợi thắt lưng này. Bình luận giúp em là 01. Thắt lưng là 01, 79 ngàn. Còn đầm em mang á là 319 nha. Nguyên cái đầm dài đẹp luôn. Hàng này thị trường mua hỏng dưới 500 ngàn em bao giá. Các chị đi một vòng xem thử đi. Rồi cũng quay lại đây mua hàng thôi. Mua hàng nhà em mình được tư vấn size trước nè. Được kiểm tra hàng luôn nha. Chật rộng em còn hỗ trợ đổi size nữa mà. Nhưng mà yên tâm đi, em tư vấn size trước rồi. Nên là các chị cứ đo thông tin đầy đủ giúp em, càng đầy đủ là yên tâm, mặc vô là vừa đẹp liền. 39 ngàn cho mẫu váy đang mang ha. Đơn 600 em miễn ship nữa nha. Thấy em sale đầm rẻ rồi đúng không? Nhưng mà em vẫn áp dụng chương trình reship nữa. Tổng đơn hàng 600 ngàn đồng, các chị có thể rủ bạn bè người thân cùng mua. Hóa đơn 600 bên em miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho mình luôn ạ. Mẫu em mặc trên live sao là em giao vậy ha. Thậm chí bên ngoài còn đẹp hơn trên live luôn á. Chị Nguyễn lấy đầm Long Công rồi, xin lắm em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. 39 ngàn chị xem, chị Candy Trần có đơn nè. Rồi chị Diệu Hồng, em chị 82 mặc vừa mẫu Long Công không vừa. Eo đầm này 84 độ về cho em nha. Váy mẫu đang mang có mã số là 1493. Và chị khách nào ưng ý thì mình soạn liền mã để lại bên dưới giúp em đi. Mình đặt luôn trên line này thì mình mới chốt được cái giá là 39. Còn nếu các chị mua trễ, nó về 450 có phải là tiếc không? Tại vì cùng một em đầm mà. Cùng một em đầm mình mua sớm thì nó rẻ hơn, với lại nó có size. Đặt chậm nhiều khi không còn size nha. Em chỉ về mỗi họa tiết là mỗi một đợt hàng duy nhất thôi đó, chứ không về thêm đâu. Chị nào nhanh tay mới chốt được cho em siêu phẩm Long Công này của nhà em. Thắt lưng 01 79 ngàn. Đầm em mặc là 1493 là 319k nha cả nhà. Đặt sớm em tư vấn là chừa hàng chừa size các chị yêu nha. Em chào chị Thúy Vi ạ. 52kg em có size vừa chị yêu ơi, hàng về đủ size luôn. 65 cân đổ về cho em là vừa nha. Chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận nhanh giúp shop ạ. Mẫu em đang mặc đây là 1493. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Thắt lưng chiếc lá 01 nha chị. Thắt lưng chiếc lá 01 79 ngàn. Đầm em mặc 1493 là 319 ngàn nha. Chích von chị ơi, đầm von 2 lớp. Đầm von 2 lớp có kèm 2 túi cho các chị mình luôn. Đẹp, chuẩn mẫu. Ở live sao giao vậy, cái này mình khỏi sợ nha. Em cho kiểm hàng nữa mà. Mua váy nhà em được xem hàng thì làm sao mà các chị phải lo nữa. Nhận hàng kiểm tra đúng như em quảng cáo thì các chị nhận ha. 1493 kèm số điện thoại cho em ạ. Em về thêm mã đầm ren đuôi cá cho các chị nè, về được hai màu nha. Em sẽ giới thiệu riêng tại vì hai màu là hai mã khác nhau, không dồn nhiều chị khách là hay bị nhầm lắm, cho nên là em sẽ đặt riêng mỗi một bài là một mã số. Thì em này có màu xanh, các chị thấy là kim tuyến lấp lánh nè, full đầm cho em ha, từ trên xuống dưới cho các chị mình luôn. Đầm ren đi tiệc của em chỉ có 349 thôi mấy chị ơi, tính ra thì không bằng một cái váy bình thường bên ngoài thị trường nữa. Thiệt, một em ren xịn sò như thế này, ren kim tuyến lấp lánh, kiểu may là đuôi cá em sẽ may là vạt xéo cho mình ha. Hàng này mà thị trường bán là không dưới 500 được đâu. Qua nhà em bán bao nhiêu mấy chị ơi, nhà em để giá cho mình là 349 ngàn đồng thôi. Chia sẻ cho em 3 lần là có đơn nha các chị. Lên form đẹp mê ly luôn, trời đất ơi xuất sắc mấy chị ơi. Giờ làm sao đây ạ, đẹp như vậy sao mà bỏ qua được đây. Giá váy là 349 ngàn đồng. Rồi bây giờ chị yêu nào chưa có bình luận nhanh giúp em nha. Mã đầm em mặc đây là 1505. Em đang mặc đây là 1505, em về đủ size rồi. Hàng về đủ size mà chưa nói là form nó rộng nữa. Hôm trước mấy chị hỏi em có đầm nào cho chị đi tiệc 67 cân không? Thì hôm em đã về rồi đây. Em này eo 88 mặc được luôn cả nhà. Trời ơi siêu phẩm nha. Ai size lớn là càng phải nhanh tay cho em. Mình mua trẻ không có hàng đâu ạ. Váy em đang mặc đây là 1505. Một em body mình xem form nè. Mê ly không mấy chị, xịn chua nè. Cái trên váy đuôi cá vạt xéo á, nhìn đẹp lắm. Em không may vạt ngang nha, đầu em về vạt xéo đổi kiểu. Đầu vạt ngang hôm trước về rồi, đây là nay đổi kiểu, không có trùng với những cái đợt trước. Bảo đảm mấy chị mua nhà em, đợt nào mình mua nó cũng là khác nhau hết trơn á, không có bao giờ sợ trùng. Bởi vậy em mới nói là chuyến nào mình thấy có đầm đẹp mình đặt luôn nha, chứ mình đợi đợt sau là không có về thêm được đâu. Mỗi một mã chỉ may có một lần duy nhất thôi hàm. Và đầm này của em là đi tiệc nha, đi làm thì cũng được á, nhưng mà em sợ là nó hơi lấp lánh quá, hơi nổi bật quá, để dành kiểu như đi tiệc đi chơi để ghi chụp hình á thì ok hơn. Kim tuyến là full đầm cho em luôn nè. Em lại gần mình xem, đây là cái ren hoa
Xịn không với chị? Ưng chưa? Ưng là phải chốt đơn liền nha. Số lượng có hạn rồi. 1505 chị yêu ơi, 349 giá trên like ạ. 2XL88, đầm này em đo rồi. Size 2X phong khá là thoải mái luôn. L88 độ về cho em cũng được nha. Cổ tròn, tay lỡ nè, ren kim tuyến lấp lánh cho các chị mình. Ở ngoài nhìn đẹp hơn trên like nữa cơ. Bên ngoài các chị nhìn nó lung linh dữ lắm. Trên like là nó bớt đẹp rồi đó. Nó đẹp ít đi rồi đó. Bên ngoài nhìn rất là sang nè. Khóa em may sau lưng nha cả nhà, đầm ren hai lớp ạ. Em may cho mình là cái đuôi cá nên là cái chị mình đi nè, nãy giờ mình thấy em bước đi không, nó rất là dễ dàng thuận tiện chứ không có bị kiểu như là ôm bó sát cái chân của mình đâu. Form nhà em may đẹp nha, mặc lên form đẹp nhưng lại còn thoải mái nữa nha. Quan trọng là mặc phải thoải mái chứ nếu mà lên form chỉ có đẹp không, đi cũng khó, ngồi cũng khó thì cũng không mang được. Nhà em may form các chị yên tâm, mặc lên vừa đẹp vừa sang vừa thoải mái, đi đứng bình thường. Chị Nguyễn Kiều lấy 1505, chị Kim Anh chốt đơn size L ok. Rồi 1505 chị Tường Vi có đơn luôn. 349.000 cho em. Ai lấy màu xanh chốt 1505. Em còn một màu nữa. Màu nữa thì chút xíu em mặc riêng nha, tại hai màu khác nhau á, mà hai mã khác nhau. Nhiều chị hay đặt nhầm nên không dám mặc chung luôn á. Dạ bài này sale 5 phút thôi chị, xuống like về 450 rồi. Chị khách nào mua trễ là về 450 nha. Thay vì cái chị mua 450 thì giờ mình đặt luôn nè. Giờ mình đặt luôn bao nhiêu mấy chị ơi? 349.000. Size M em cỡ tầm 70 cho em nha. Size M váy đang mang em 6870 đổ về cho em là vừa, dễ thương lắm. Mẫu này mặc lên sang cực kỳ, đi tiệc cho em là tâm điểm. Ví dụ như mặc như vậy mình thấy nó hơi trơn, mình có thể kết hợp kèm phụ kiện cho em như là thắt lưng vào ha. Đây thắt lưng không một chiếc lá nè. Trời đất ơi, cái cọng này em nói nó hot cực kỳ luôn. Lúc nào cũng thấy khách hỏi còn thắt lưng không một không. Đây là không một này cả nhà. Dành cho chị nào chưa biết thì cọng thắt lưng em đeo có mã là 01, giá tiền là 79.000 trên like. Nó rẻ quá chừng, với lại là đeo với đầm nào cũng được á, nên là khách hỏi quá trời mấy chị. Sắm cái cọng này bỏ vô tủ nha, chắc chắn là sẽ có dịp các chị phải đeo nó rồi. Tại vì đi tiệc đeo vô nó đẹp hơn nè, hay là những cái đầm nào đang rộng mình đeo vô là nó sẽ vừa với dáng người của mình luôn, không cần đi sửa. Mã em mang là 1505 chị ơi. Chị Lệ Gia chốt đơn đúng không? Cho em số điện thoại đi, em chốt đơn cho mình nha. Các chị lưu ý đặt hàng phải có mã số và số điện thoại. Mẫu em đang mặc đây là 1505 với chất liệu là ren kim tuyến nè. Dáng đầm body đuôi cá cho mình ha. Đi chơi đi tiệc mặc đều đẹp cho em. Đây dáng trơn của nó không là đã ok lắm rồi. Em may form cho các chị là chuẩn chỉnh luôn. Trên like mặc như nào là giao tới cho khách là giống như vậy, chứ không có khác gì hết, đảm bảo 100%. Hàng giới thiệu trên like sao là nhận giống vậy cho em. 1505 kèm số điện thoại. Em mặc là 1505 nha cả nhà, mình bình luận đúng mã giúp em nha. Có mã hàng có số điện thoại cho em là có đơn ha. Đừng quên chia sẻ like cho em 3 lần nha cả nhà. Váy mẫu đang mang trên người em nè. Chiều nào chưa có mẫu này mình đặt sớm giúp em nha. Một màu duy nhất nha các chị yêu ơi, nhanh tay đặt luôn em tư vấn nè. Mã đầm đang mang 1505, 450.000, hôm nay giảm còn 349. Form body đuôi cá, đi tiệc đi chơi đều sang. Và em có đủ size cho các chị mình từ 40 cho tới là 65 hoặc thậm chí là 66, 67 cân vẫn có thể mặc được cho em mẫu váy này. Eo đầm em mặc eo 88 độ về mình lên đơn nha. Chị Hà Vi 59kg em có size, chị yêu cứ đặt hàng đi ạ. Chất ren chị ơi, em mặc là ren hoa. Đây kim tuyến lấp lánh nè. Em xoay một cái mình thấy lấp lánh tăng lên chưa? Lấp la lấp lánh cực kỳ đẹp luôn, chốt liền nha. Vài giây cuối cùng mà chị nào muốn mua là phải đặt trên like nha. Em xuống like là cái chị chốt nó về 450 rồi. Chị nào mua trễ là giá nó cao hơn. Trong khi bây giờ thấy like mình đặt luôn, bình luận mã số cho em ở bên dưới, chuyên viên bên em sẽ gọi lại và chốt đơn cho các chị mình liền ha. Ship đến tận nhà và được xem hàng trước thanh toán các chị nha. Váy mẫu đang mặc trên người đây là 1505 nha cả nhà, màu xanh nha. Một em đầm sơ mi dập ly mới cho các chị yêu đây ạ. Trên váy là sẽ dập ly toàn bộ tạo độ phồng cho các chị yêu ha. Hôm nay shop chốt đơn cho mình luôn với giá bán là 349.000 đồng nha. Đây trên váy các chị coi nè. Xin ha, hôm trước em có về là màu da rồi nhưng mà em bán hết sạch bát luôn. Trời, mấy chị khách em đang chuộng cái kiểu xếp ly này lắm. Đến ngày hôm nay thì em về thêm cho mình là màu trắng ạ. Màu em mặc là màu trắng, các chị coi form xè trước nè. Dập ly cả trước và sau luôn, toàn bộ trên váy xếp ly đều cho các chị rất là đẹp luôn ạ. Em váy này có mã là 1461 nha cả nhà. Sơ mi em mặc đây sẽ là xếp ly toàn bộ phần trên váy luôn. Đây các chị xem cái độ xè phồng rất là xinh nè. Nó xè phồng như thế này ha, phía trước là che bụng nè, phía sau nè, ăn gian vòng bao cho các chị luôn. Chị nào vòng bao khiêm tốn thì cứ chọn những kiểu như vậy cho em. Đặc biệt em này còn thiết kế thêm dây eo nữa, nên là các chị mình mặc ví dụ mà hơi rộng á, mình
thắt nó vô là nó vừa luôn, không cần phải đi chỉnh sửa bóc đầm. Em thấy rất là tệ luôn đó, em cũng mê mấy cái đầm có gieo như vậy lắm. Như em mặc vừa rồi á thì em vẫn thắt nhẹ cái nơ cho nó xinh ha. Còn ai mặc rộng thì cứ thắt như eo mình tới đâu mình thắt tới đó. Em chào chị Thanh Huyền ạ. Váy này của em vừa đi chơi, đi làm và đi tiệc mang cũng được luôn. Giá bán trên line là 349.000 nha các chị. Thôi hôm nay em sale nha. Hôm nay em giảm giá luôn. Rồi bây giờ bắt đầu em nhận đơn ạ. 5 phút em sẽ dành ra 5 phút đang định sale giá bình thường, nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay chị nào mua luôn em giảm còn 299.000, chơi lớn với cái chuyện riêng like này thôi. Kết thúc live stream em về giá cũ nha. Rồi bây giờ chị yêu nào muốn mua 299 ạ, bình luận mã số liền cho em. Chị Thư Nguyễn chúc 1461 và ok mẫu mặt mã gì 1461 chị yêu ơi. Sơ mi mẫu mặt ạ, xếp ly xè phòng toàn bộ cho anh váy luôn. Trời ơi, cái kiểu này đang hot lắm nè. Em may xếp ly cái gì thấy không, tốn biết bao nhiêu vải luôn á. Xè phòng gấp đôi mấy cái đầm bình thường luôn, cả trước cả sau đều xếp ly nha. Đầm chiếc phong hai lớp, ở đâu cao bốn có một cái đầm dài như em mang sơ mi luôn ha, hai lớp hàng may kỹ nha, hàng thiết kế nha. Với giá tiền 299 em cho các chị đi tìm luôn, em bao giá toàn quốc luôn. Sơ mi mẫu mặc là 1461, cả nhà đặt hàng ghi mã giúp em ạ. Vải em mặc là vải chiếc phông nha, không có túi chị Phương Nguyễn. Cái váy này em may là trơn tại vì nó xếp ly á nha, em để cho nó đều ly cả trước cả sau, nó đều liền mặt với nhau thì em sẽ không có may túi cắt ngang ha. Em sẽ đà là may xòe trơn nè, ở trong thì có lót nha, không có sợ mỏng đâu ạ. Rồi kèm thêm dây thắt eo giúp em ha. Chị Kim Yến một đầm 52 cân thiếu mã chị ơi, bình luận mã giúp em với. Đây là 1461 nha cả nhà, em đang mặc đây là 1461. Chị yêu nào chưa có bình luận nhanh tay giúp shop nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Form dài tới bắp chân luôn. Về độ dài các chị thấy rồi đó, xịn nha. Form này đi chơi nè, đi tiệc nè, đi làm cũng được cho em luôn ha. Vừa sang vừa dễ mang. Màu này không kén da. Màu này em mặc lên em thấy nó không hề kén da, không làm tối da các chị chút nào. Kể cả các chị da ngâm mình mặc lên mình lại càng trông tươi tắn hơn nữa nha. Giá bán bao nhiêu ạ? 299.000. Kết thúc like em không sale được chị Lê Hạnh. Nếu mà mình đợi em like xong rồi coi như là ưu đãi kết thúc. Khi đó các chị đặt hàng, giá váy mặc định trở về bao nhiêu? 450 bằng với giá tại cửa hàng. Bằng giá tại cửa hàng em bán, chị nào qua shop mua 450 em này. Bây giờ trên line mình soạn cho em là 1461 cộng số điện thoại, rồi chia sẻ cho em có 3 lần khoảng tầm vài giây của mình thôi, đã chốt được cái đầm còn có 299.000, rất là ưu đãi luôn. Rồi thêm một ưu đãi nữa chắc chắn các chị cũng rất là thích, đó chính là miễn ship nha. Đơn hàng 600.000 em sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các chị luôn. Trời ơi còn gì bằng nữa mấy chị. Mua trên line quá trời ưu đã, khỏi cần phải đi qua shop em làm gì hết. Cứ ở nhà coi like đặt hàng, biết cách đặt hàng rồi là cái chị luôn luôn mua được cái giá rẻ hơn. Chị Trang Ngô lấy 1461, một đầm sơ mi xếp ly thiếu mã cho chị Ngọc Trâm ơi, cho em xin mã với. Em mặc là 1461. Cái chị nhanh tay giúp em nha, tại vì ngoài like em sẽ không có giảm là cái thứ nhất nè. Rồi bạn mình mua trễ mấy chị, mình đặt chậm á thì có thể là không còn size vừa. Ngày hôm nay các chị xem like em còn 4 size đúng không? Từ M cho tới 2X là 40-65. Nhưng mà chưa chắc ngày mai đã còn như vậy. Lỡ ngày mai nó còn 2 size, 3 size hoặc là 1 size thì sao? Nó không còn size của mình là coi như em bỏ mẫu ha. Hết số lượng em bỏ mẫu chứ không có may thêm. Không phải hết may thêm nha, mà hết là bỏ mẫu luôn. Chuyến sau là em về kiểu khác. Đó, tích xếp ly là chốt liền. Tính ra hiện tại có mỗi hai cái sơ mi xếp ly, một cái lẻ sai rồi, còn mỗi cái này là mới về nó còn đủ thôi. Chị Thiên Thiên lấy mã số là 1461 nè. Chị Thanh Thảo 62 cân đường chị nó eo với 84 mình đặt giúp em nha. Rồi em nhắc lại là mẫu mang là vải chiếc phông nha cả nhà, dáng đầm xòe dài hai lớp, khóa kéo nằm sau lưng của em ha. Chị yêu nào muốn mua đặt luôn cho shop là 1461 nha cả nhà ơi. Sắm em này bỏ vô tủ, đi đâu lấy ra bận cũng được, đi chơi đi tiệc đi làm gì cũng phù hợp cho em. Chết mặt mát lên form thì gọn dáng nữa, ví dụ như chị yêu nào có bụng thậm chí bầu bí bon chen được luôn. Này mấy chị thấy không, cái phần eo em may dây này nè, xè bụng nè, bụng là phía dưới nha. Khi mà em kêu khách đo eo là nhiều chị hay đo ngang rốn là sai nha mấy chị, mình đo trên rốn giúp em. Đo eo là đo trên rốn nha, còn mình đo dưới là đo bụng rồi. Mà ở dưới em xè ra thì không sợ là bụng đâu, phần bụng không quan trọng. Váy xè không lao bụng đâu, lao eo giúp em thôi, đo chính xác để em tư vấn. Eo dưới 84 cho em là vừa mẫu này luôn. Rồi chốt giúp em 1461 nha cả nhà ơi, giá bán là 299.000 nha. Nhanh tay đặt luôn em, chừa hàng chừa size và giảm giá ạ.
Mẫu em mặc đây là 1492 nha. Em này là vừa cập bến shop hiện tại. Và hôm nay thì chắc chắn em sẽ có đủ size cho các chị yêu rồi. Những chị yêu nào mua trên like của em ngày hôm nay vừa có giá rẻ nè, vừa có size cho các chị luôn. 40-65 cân cho em là vừa nha. Form váy may xề dài cho mình là qua gối của em. Ở đây em cao 1m6 ha. Mình tham khảo giúp em cái độ dài, tại vì mỗi một chị khách mặc là nó sẽ khác nhau nữa. Ví dụ như em cao 1m6 đi là nó qua gối cho bắp chân rồi. Chị nào 1m65 vẫn sẽ qua gối chứ không ngắn. Còn mà chị nào 1m4, 1m5 á, mang cho em cái này dài hơn, càng đẹp hơn cho em nữa nha. Xuất sắc lắm mấy chị. Đi chơi, đi tiệc gì cũng phù hợp hết. Em chào chị Nhất Linh nè. Mẫu em mặc đây là 1492 nha cả nhà. Cái màu này nó khá là tươi tắn, thích hợp cho những chị khách mà kiểu như mình thích mặc cho nó trắng da nè, cho nó trẻ trung hoặc là nổi bật một chút xíu, thì đây là lựa chọn gọi là đúng ý mình luôn đó cả nhà. Hàng về đủ size rồi chị Khánh Như ơi. Hàng em về sẵn, cái chị đặt em giao liền luôn ha. Ship thành phố thì tầm 2 ngày tới nha chị Hiền Thu. Em này có sẵn đồ đặt em giao. Ồ, thành phố 1 ngày thôi. Thành phố 1 ngày là tới rồi. Hàng em có sẵn, mình đặt em giao liền luôn nha. Như váy em mặc nè, có sẵn tại kho nhà em rồi, cũng đã có sẵn tại cửa hàng rồi. Nếu như các chị mua tại shop em, giá váy là 450, nhưng mà hôm nay giá rẻ hơn, cái chị ơi khỏi cần đi đâu hết. Bây giờ coi like lựa mẫu nha. Em xoay một vào mình ngắm trước nè. 319.000 cái váy này em báo giá các chị tin được không? Chỉ với 319.000 đồng thôi, các chị đã có ngay một em đầm von 2 lớp siêu phẩm vừa ra mắt của nhà em hiện tại luôn. Hàng về đủ size cho mình từ 40-65 cân nha. Thiết kế là cổ tròn nè, tay ngắn nó cũng che bắp tay rồi. Có tay ngắn thì vẫn có che khuyết điểm, mấy chị yên tâm, khi nào mà không tay mới lo. Chứ còn có tay như tay ngắn, tay lỡ là đều che khuyết điểm cho mình tốt. Hai dáng váy xè như vậy không lo lộ bụng đâu chị Khánh Lê. Nếu mà các chị đang kiếm những cái đầm mà nó che bụng á, thì cứ chọn váy xè nhà em, đảm bảo luôn. Váy nào nhà em may xè đều đáp ứng được nhu cầu các chị mình là che khuyết điểm tốt. Em này không lo lộ bụng luôn nè. Trời ơi, xịn chưa mấy chị ơi, cái chất mát rượu cho em. Mặc lên êm mát gọn dáng nữa. Chốt liền mã số giúp em 1492 ạ. Giá xuống like là về 450 chị yêu ơi. Giá váy trên like em là đang giảm giá đó. Bây giờ chị yêu nào mua là em chốt 319 nha. Nhưng mà phải vui trên like này. Em tắt like là về giá cũ rồi. Chia sẻ 3 lần chị Mỹ Nguyệt ơi, chia sẻ cho em 3 lần nha. Rồi đây, đi chơi nè, đi tiệc nè, các chị mình có thể kết hợp thêm phụ kiện cho nó nổi bật hơn. Ở đây em có thắt lưng thì em đeo mình coi thử ha. Ở nhà mình có trang sức gì đó hoặc là cài áo gì mình cứ phu kết hợp vô. Còn ai mà chưa có gì hết thì đây mình xem thử sợi thắt lưng này ưng không. Thắt lưng em đeo chỉ có 79.000 thôi, mã số là 01. Chị nào thích nổi bật hơn hoặc là muốn mua cả combo như em đang mặc luôn thì cũng dễ lắm. Tại hôm nay là cả đầm cả thắt lưng em đều giảm giá. Đầm em mặc là 1492, thắt lưng mã số 01. Đó, rất là dễ đúng không? Sợi này tại shop em bán 150, ở trên like có 79.000 thôi. Chị Tuyền Vi một thắt lưng 01 và ok. Trên like em sale 79.000 cái sợi này. Cái chị mua về mình kết hợp với đầm nào cũng được hết, chứ không chỉ là chỉ đeo với cái đầm em mặc nha. Mà sợi này mình đeo thắt lưng, mình đeo nó với cái đầm nào cũng hợp, cũng đẹp cho em hết trơn á mấy chị. Cái thân của nó là lò xo co giãn nè, eo bao nhiêu cũng vừa cho em ha. Rồi bây giờ quay trở lại với mã đầm của em ha, là 1493 à, chích von 2 lớp. Trong đầm có kèm lót cho mình, có túi nữa, may kèm 2 túi. Trời xuất sắc mấy chị ơi, xay thêm mấy dòng mấy chị coi nè, đẹp không? Trời lần mặc mấy cái đầm đẹp đứng đây muốn đứng hoài luôn vậy đó. Nhưng mà em chỉ sale được có vài phút thôi hà, nên nếu chị yêu nào muốn mua thì bây giờ mình đặt luôn ha. Cơ hội cho các chị là vừa có giá rẻ nè, vừa có đủ size nè. Mình đợi qua thêm tầm 2-3 ngày sau, lỡ nha, lỡ như nó hết size của mình là em không có may thêm đâu, hết là em bỏ mẫu luôn đó. Hôm nay mình thấy còn size, giá ok mình đặt luôn. Thật sự em thấy mà so với mặt bằng thị trường đầm trung niên hiện tại, nhà em bán cái váy xinh như vậy 319 mà hàng chất lượng luôn, nhà đầm thiết kế luôn thì không ai bán lại luôn đó cả nhà. Thiệt, 319 ngàn em bao giá luôn. Chất liệu là vải von nha, đầm von 2 lớp nè, màu đẹp, màu này lên tươi tắn, trắng da, trẻ trung. Chị nào đi tiệc chốt cái này cho em là đúng bài luôn, 319 ngàn thôi mấy chị. Nhớ đừng quên chia sẻ nha. Rồi 450 em giảm còn 319 ngàn. Hôm nay mấy chị gộp đơn 600, mình còn thêm ưu đãi nữa là miễn phí vận chuyển nha. Với hóa đơn 600 ngàn đồng, một em này thì chưa đủ điều kiện, nhưng mà các chị mua hai em hoặc là mình mua thêm cái nào đó khác nữa, hay là mình tắt tên bạn bè mua chung á, 2-3 chị cùng nhau đặt hàng là sẽ dễ đạt điều kiện hơn. Hóa đơn 600 ngàn em receive mà. Chị Lan lấy mã số là 1492, đây em mặc luôn nè.
bao nhiêu ký vừa em, dưới 65 cân cho em vừa nha. Váy em mặc có full size dưới 65 cân vừa, thắt lưng 0179 ngàn nha chị Trúc ơi, thắt lưng 0179 ngàn. Cần đầm em mang là 1492 là 319 ngàn đồng. Form dáng đầm xòe dài qua bắp chân luôn, sang hai cả nhà ơi, trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Đi chơi đi tiệc gì cứ gọi là ok cho em hết nha. Sắm em này mở vô tủ là lúc nào cái chị cũng có thể lôi ra đào bận được hết, không lo lỗi thời hay là qua đồng gì cả luôn. 1492 cho chị Nguyễn Vân có đơn ạ. 58 cân em có size vừa chị cứ yên tâm nha. Váy em mặc dưới 65 cân vừa, eo 84 đổ lại cái chị chốt đơn nha. Mã hàng là 1492, riêng line này em giảm giá nha. Chị yêu nào mua trễ đặt chậm nè hay là mình mua tại cửa hàng em vẫn bán 450. Riêng like này chị yêu là đặt hàng luôn cho em ở bên dưới, thấy like chốt đơn luôn. Bình luận mã số cho em, số điện thoại cho em, chốt luôn em này còn 319 ngàn. Bình luận nhanh tay em chừa hàng nha cả nhà. Số lượng em còn cũng không nhiều á, nên là các chị tranh thủ đặt sớm để shop tư vấn và chừa hàng chừa size nha. Váy mẫu đang mang là 1492 nha cả nhà. Em đang mặc đây là 1476 ạ. Hiện tại sơ mi suông này nhà em chỉ còn hai size cuối cho mình là L với XL thôi. Cho nên là em sẽ giảm giá cho các chị mình ha. Bình thường mình mua em này là bao nhiêu các chị? 400 rồi đúng không? Ngày hôm nay chị khách nào chia sẻ cho em 3 lần rồi, em giảm còn 299 ngàn cho các chị luôn đây. Dáng đầm là suông ạ. Em này sẽ là một cái dáng suông chữ A, cho nên là chị yêu nào cũng mang được hết, không lo kén dáng luôn. Mình tròn hay mình gầy mình đều mang đẹp cho em, kèm thêm cái họa tiết sọc đen trắng mấy chị con, trời không có sợ là kén da kén tuổi gì hết trơn á. Ai cũng mang đẹp cho em nha. Chị nào trẻ trẻ phong cách một chút xíu mặc vẫn đẹp bình thường, còn nếu cái chị trung niên thì khỏi nói rồi, sọc như mày đâu có ngại đâu. Ai cũng mang đẹp cho em mẫu này, đi đâu cũng hợp luôn. Dáng đầm suông rộng chữ A nha, do mình coi cái form nó sẽ rộng như vậy nè. Đó, ở đây mặc các chị xem nha, nó sẽ là form suông rộng như thế này. Mình có thể bận được hai kiểu. Chị nào mà thích mặc suông rộng thoải mái, hàng ngày mình mặc ở nhà đi chơi dạo phố gì đó, mình mặc rộng như thế này cho em vẫn rất là ok, vẫn xinh bình thường. Còn hơn nào đi tiệc, mình có thể kết hợp kèm một cái sợ thắt lưng vào ha. Thì em sẽ đeo thử mình xem nè. Ví dụ như mình mặc suông hôm trước rồi, hôm nay mình đi buổi tiệc khác, mình đổi kiểu, mình đeo kèm một cọng thắt lưng vào. Đó, nó sẽ ra một cái đầm ôm eo, các chị thấy không? Mặc được hai form đều đẹp nha. Có túi hai bên cho các chị yêu luôn nè. Như em đang mặc đây, mã số là 1476 ạ. Rồi chị Phương Nga lấy mẫu đang mang size L, ok chị yêu luôn. 50-62 cân là vừa cho em nha. Váy mẫu đang mang chất liệu vải châu tôn ạ. Vải này em may một lớp, nhưng mà các chị yêu mình yên tâm đi, không có mỏng đâu. Một lớp nhưng mà rất là ok luôn. Rồi 1476 cho em ạ. Hai size cuối cùng. Em còn hai size cuối cùng, chị nào nhanh tay chốt được cái giá tiền 299 luôn. Xuống lại về 450 nha, em báo trước nha. Xuống lại về giá cũ, chị nào mua trễ là giá cao hơn đó. Bây giờ đặt luôn thì 299 ngàn cho em. Chất mát mặc lên form gọn dáng cực kỳ đẹp luôn ạ. May kèm hai túi. Hai size này em còn là L và XL thôi. Chị Nguyễn Thúy mà đặt 2X em không còn. Nhưng mà chị đo thử eo đi. Tại vì form này em may là dạng rộng á. Nếu mà size XL váy này eo nó cũng đã được 82 rồi đó chị. Eo cỡ 82, 83 mình mặc vẫn được cho em size XL nha. Đo thử eo coi vừa không nè. Nếu vừa mình cứ chốt đi 299 ngàn cho em thôi. Sơ mi suông 2 túi ạ, một lớp nha. Màu đẹp ha. Em đứng gần mình xem cái họa tiết nè, rất là sang và lạ mắt luôn. Những cái họa tiết như vậy các chị mặc mình không có sợ nó lỗi thời đâu. Giá tiền là 299 ngàn. Rồi, chị khách nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok ha. Đặt nhanh tay em chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. Váy em đang mặc đây là 1476 nha cả nhà ơi. Sơ mi chị yêu ơi, em có vây cổ sơ mi nè. Đi chơi đi làm gì cũng được cho em, đẹp kiểu lịch sự ha. Không có bị hở nha, cũng không hở mà chiều dài váy cũng rất là ok. Em đang 1m6 là nó qua gối rồi. Đó, không có lo là bị ngắn hay bị mỏng gì đâu. Nói chung mặc rất là ổn cho em luôn. Cả đi chơi đi tiệc gì cũng được cho em hết ạ. Rồi chị Suri Lê, 52 cân chị vừa không? Được, chị lấy size L cho em nha. Ship Hà Nội bao nhiêu ngày tới em? Ship tỉnh nha, bên em là ở thành phố Hồ Chí Minh. Shop em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Đó, nếu các chị mình ở tỉnh thành khác, em ship 2 đến 4 ngày. Còn nếu các chị mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh với em thì một ngày là đã tới nơi rồi. Và cả nhà yên tâm là sẽ được xem hàng nữa. Em giao tới nơi á, các chị mua hàng hôm nay là đều được kiểm tra hết. 100% mua hàng đều được xem trước thanh toán, không phải lo gì về chất lượng luôn. Hàng mà không đẹp em đã không dám cho xem ha. Còn đây em cho khách, hỗ trợ khách luôn là xem trước thanh toán, là các chị biết là hàng chất lượng như nào rồi. Mình cứ yên tâm
xong đặt mẫu đi, ưng cái nào cứ chốt thêm cái đó. Mã này còn có 2 size cuối là em không về thêm nữa nha. Hết là em bỏ mẫu luôn. Chị yêu nào thích sọc em mặc đặt giúp em 1476 ạ. Ai chưa có sọc này đặt giúp em 1476 nha. Em còn 2 size cuối cùng là L và XL nha. Chị Nhung Phạm lấy 1476 nha. Rồi còn chị yêu nào hơn, sọc em còn nữa. Em còn đợt này nhiều sọc lắm. Sọc em mang á, cái phong này là phong xuông. Còn chị thích sọc mà em may chiếc eo không? Chút xíu em mặc cho mình coi, chị đợi cái bài like tiếp theo đi. Tại vì mỗi mẫu em mặc có 5 phút à. Mỗi mẫu em dành ra có 5 phút để em xem thôi. Nên là cái chị mình cứ tham khảo lần lượt từng mẫu cho nó dễ nha. Bài like tiếp theo em sẽ lên một cái đầm sơ mi sọc nữa. Nhưng mà là chiếc eo chứ cái này là em may xuông. Em mặc là phong xuông nè. Đó, chúc em đổi kiểu khác cho mình xem nha. Váy này thì em đang sale có 299 rồi mấy chị. 450 sale còn 299.000. Chị Anh Thư lấy 1476 nè. Rồi còn chị yêu nào không ạ? À? Đặt nhanh tay để em chừa hàng và chừa size giảm giá nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Dễ thương ha. Form nè, mặc ôm cũng đẹp nè, mặc xuông nè cũng đẹp luôn, mặc xuông thì nó thoải mái. Size L đầm này eo 75-76 mặc được, XL eo cỡ 82-83 cho em vẫn ok luôn. Dạ, chất liệu là vải trâu tôn và em may 2 lớp cho các chị mình nè. Hàng em về đủ size nha, nhưng mà em bán hết rồi. Hôm nay cái chị mua là nó trễ quá, em lẻ size mất tiêu rồi nên em còn size L với XL thôi. Cỡ tầm là 50 cho tới là 62 cân. Đó, chị yêu nào 50-62 cân thì mình chốt cho em ạ. Sơ mi xuông 1476 nha cả nhà, chỉ còn vài cái cuối cùng. Chị khách nào chưa có thì mình nhanh tay đặt luôn ha. Em chào chị Thẩm Huỳnh nè, 54kg lấy size L cho em nha. Eo chị là 77 size nào shop, eo 77, cái váy này chị mặc XL cho nó thoải mái. Chị thích mặc cho nó xuông rộng thoải mái luôn, chị có lấy XL cho em để mặc được hai form, vừa mặc rộng vừa ôm eo. Ôm eo thì đeo kèm thắt lưng nha em vừa giới thiệu xong đó. Nếu mà các chị muốn mua thì cái cộng này là 01 nha. Chị yêu nào muốn tham khảo thắt lưng thì cái sợi em mới đeo xong cái hình chiếc lá này nè là 01, có giá bán là 79.000. Đầm em mặc là 1476 là 299. Thắt lưng này là 01, có giá 79.000 nha cả nhà. Sơ mi caro mẫu em mặc đây là 1475 cái chị nha. Ngày hôm nay thì em sale cho mình luôn là 299.000. Trời ơi, nghe giá xỉu mấy chị ơi. Một em đầm sơ mi chất liệu là vải chiếc phong được may 2 lớp. Nói chung là hàng đẹp chất lượng luôn á. Hàng nhà em may, khỏi lo về chất lượng, em bao luôn. Được kiểm hàng ha. Nhiều khi em nói váy đẹp mấy chị không tin. Thôi bây giờ dễ nhất thì em cứ cho khách là xem hàng luôn để khách kiểm chứng luôn là coi như nó có đẹp như em quảng cáo hay không. Khi em giao hàng tới mình mở ra mình xem thấy mà ok đúng như em quảng cáo, đẹp như em giới thiệu thì khi đó các chị nhận hàng được không? Rồi bây giờ mua thử nè, chị nào khách mới mình trải nghiệm thử váy nhà em đi. Một em đầm dài như vậy, cả một cái đầm sơ mi, đi làm, đi chơi, đi tiệc đều được mà chỉ có 299 thì nó sẽ như thế nào các chị nha? Chất với form thì em bao luôn, mặc rất là mát. Lên form thì gọn dáng cực kỳ, phần tay sẽ được may tay lỡ gấp lên tạo điểm nhấn nè. Nhìn cái họa tiết mấy chị thấy là nó đặc biệt đúng không? Đó, vừa sang vừa lạ mắt như thế này mà chỉ có 299.000 đồng thôi. Em mặc nha cả nhà ơi. Sơ mi em mang là 1475 ha, hàng về đủ size rồi. Chị yêu nào dưới 65 cân thì mình cứ yên tâm đặt hàng cho em. 40-65 cân vừa. Nguyên một em đầm dài chị vẫn vẹn có 299. So ra nó còn chưa bằng một cái áo các chị mua ngoài thị trường. Giá nhà em phải nói là giá mềm không tưởng luôn. Mua váy bên em với chị thường khách, mấy chị khách hay nói vui là mua đầm bên em là không có sợ sóc ví hết cả nhà, tại vì nó quá rẻ. Thị trường bây giờ mình mua một cái đầm sơ mi như em mặc thôi nha, không nói họa tiết này, mà một cái sơ mi lỡ như vậy thôi, nhỏ dáng lỡ như vậy nè, là cũng phải 500.000 rồi. Còn em lấy giá bao nhiêu? 299.000 form xòe cực kỳ xinh luôn. Em này mặc vào che bụng tốt nha, chị nào có bụng mình không lo. Tại vì nhà em may eo cao ở trên á, nên là nó xòe nó che khéo bụng cho mình rồi. Sơ mi cổ cao nè, tay lỡ nè, xinh ha mấy chị Mỹ Tiền lấy 1475. Rồi chị Thanh Xuân size L cho chị một cái, Kim Hạ giúp em nha, 1475 cho em xin mã hàng nè. Đi chơi đi tiệc gì các chị cứ phối kèm phụ kiện cho em. Thắt lưng em đeo cho mình là thắt lưng 01, chị nào muốn mua thì cứ đặt luôn ha. Rồi đầm em mặc là 1475. Đó, em đeo thử kèm cộng thắt lưng mình xem thử nè. Đeo cộng thắt lưng vào, cái đầm mình nó có cái điểm nhấn hơn. Đi tiệc được rồi đúng không? Xóa thêm cái túi nữa. Đó, đi chơi đi tiệc như vậy là quá ổn áp luôn rồi nè. Đầm em mặc là 1475. Thay vì các chị mua tại cửa hàng giá bán là 450.000 đồng thì ở nhà thôi, mình xem được cái live stream này của em nè, mình ở nhà cho em thôi mấy chị, ở nhà thôi đặt hàng lại được sale còn 299, giá hồi hơn rất nhiều luôn. Khóa được may sau lưng của
của em nha. Form đầm xòe hai lớp và khóa kéo phía sau lưng. Độ dài váy em mang là phủ qua gối, em cao 1m6. Độ dài này là rất là hợp để các chị đi chơi, đi làm hàng ngày cũng được, không sợ ngắn. Giờ em mặc là vậy chiếc form nha chị Danh Nguyễn ơi, chiếc form cho em ạ. Chị Thanh Tuyền lấy 1475 và ok. Size 2XL chị 84 được không sóc? Được. Đầm này size 2XL cỡ 84-85 mặc đẹp cho em, chị yêu lên đơn liền nha. Em mang cái váy này với chị khách khen quá trời luôn á. Và nhận hàng em thấy là khách em khi mà nhận hàng cũng review về em này rất là nhiều. Nó là họa tiết này lên sang nè, cái chị mặc lên á nó kết dọc theo thân đầm. Mình thấy em mang là cái phần caro nó sẽ dọc theo thân đầm hơn, nó giúp mình trông rất là gọn dáng luôn cả nhà ha. Rồi tay áo mình xem giúp em nè, sẽ là may gấp lên tạo kiểu. Em định hình sẵn cái đường chỉ ở đây rồi, mình mặc vô mình chỉ cần chỉnh lại xíu cho em thôi là cái tay sẽ đẹp lên như thế này liền ha. Rồi nhúng ly ở trên vai tạo độ phồng, che bắp tay cho các chị mà thoải mái, nó rộng rộng như vậy nè, không có sợ chật nha. 299k cho em thôi à. Đây thả rắc lưng mình xem vẫn đẹp, mặc một cái đầm trơn vẫn rất là xinh rồi. Còn nếu các chị thích có điểm nhấn hơn thì mình đeo kèm vô. Thắt lưng 0179.000 nếu các chị muốn mua nha. Còn đầm em mặc đây là 1475 là 299.000 đồng. Dạ đầm này em không may túi chị sơ mi này, em may trơn, tại vì họa tiết này nó đã quá đẹp đặc biệt rồi, nên là không có cần thêm túi, không có cần gì cầu kỳ hơn hết. Một em đầm trơn thôi là đã đủ bắt mắt rồi mấy chị nha. Form dài giúp mát giúp em luôn ạ. À, mẫu cao 1m60 nha cả nhà ơi. Váy em mang là 1475. Dạ tại cửa hàng em có sẵn chị, mình có thể mua trên live và cũng có thể mua tại shop. Nếu như mua tại shop thì em này là 450. Ở trên live các chị mua giá bao nhiêu nè? 299, mà còn được hỗ trợ thêm phí ship nữa nha. Hôm nay là em có thêm một cái chương trình ưu đãi cho các chị nữa. Mình mua trên live của em cộng thêm chương trình ưu đãi là free ship cho đơn hàng 600.000. Mình có thể làm mua hai đơn, mua hai cái, ba cái ha, gộp cùng một đơn giúp em mua hai ba sản phẩm gì đó. Như em này 299 đi, mình mua hai cái, mình một cái, bạn một cái là đã được reship rồi ha. Hoặc các chị mình có thể là một mình mua cũng được. Mình ưng cái váy này của em, giờ chốt đơn cho em trước cái mã này là 1475 nè. Rồi các chị vô trang em tham khảo, còn cái nào đẹp mình chốt thêm vô. Đó, miễn sao đơn 600, không cần biết các chị mua mã nào, cứ cộng lại cho em 600.000 em sẽ reship đến tận nhà luôn. Được xem hàng chị Bích Ngọc mình yên tâm, váy nhà em giao tới cho khách kiểm tra. Đẹp như em quảng cáo thì các chị nhận ha. 55kg hả chị, mét 1m50, 55 cân. Rồi em 84 chị Thúy Thanh ơi, chị mặc giúp em size 2X nhà em là đẹp chị yêu nha. Váy này em có size của mình nè. Nếu mà chưa muốn mua thì bình luận trên like giúp em luôn nha. 1475 chị, em không sale tại cửa hàng được. Nếu như các chị mua tại cửa hàng vẫn sẽ mua là 450. Chỉ những chị khách nào đặt trên like của em, bên em kiểm tra thấy mình chia sẻ rồi và mình đặt hàng đúng cú pháp cho em là 1475 cộng số điện thoại nè. Có mã, có số điện thoại, có chia sẻ. 299.000 em ship đến tận nhà luôn. Đối với đơn nào mà mua chỉ có một đầm thôi, chưa có đủ ship, chưa có đủ điều kiện để miễn ship á, thì nhà em cũng sẽ hỗ trợ một phần ha. Thành phố ship 20 và ship tỉnh là 30.000 đồng. Váy mẫu mặc đây là 1475 nha cả nhà. Sơ mi họa tiết caro rất là sang luôn ạ. À, em về đủ size, chị nào eo 84 đổ về chốt đơn nha. Một em đầm sơ mi đơn giản nhưng rất là sang cho các chị mình luôn. Và em này xứng đáng là có trong tủ đồ các chị mình nha. Tại vì mình mặc đi đâu cũng được hết trơn á, ai mặc cũng được nè, và đi đâu cũng phù hợp. Trời ơi, hết hàng nhanh lắm ấy chị. Em cũng vừa về đây thôi và hiện tại bây giờ em thấy là size M là hết sạch trơn luôn. Size L thì em thấy nó chỉ còn vài chục cái nữa thôi, còn lại XL và 2X nha. Sale hôm nay với giá tiền các chị ơi, chị nào chia sẻ like cho em rồi, ai chia sẻ like cho em rồi, mẫu sơ mi em mặc đây đang giảm giá còn 299.000, lưu ý giúp em. Giá váy em mặc 299 chỉ chốt trên like 5 phút nha. Tại vì bình thường các chị mua thấp nhất là 350 rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay em sẽ gọi là tạo điều kiện luôn nha. Ai chưa có mua liền, xem như là giá làm quen nha mấy chị ơi. Làm quen một em đầm sơ mi dễ thương như vậy, 299.000, các chị thấy là ổn áp không? Đủ size cho mình, à em quên, 3 size. Em còn 3 size các chị nha, quên, hàng về mà lẽ size mất tiêu rồi. Em còn size L, XL và 2X ạ. Một em đầm nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mà khi các chị mặc vào mình thấy không? Vẫn sang, vẫn đẹp bình
thường. Và nếu các chị thích nổi bật hơn thì mình có thể kết hợp kèm cài áo thắt lưng phụ kiện một chút xíu, em đeo cho mình coi thử. Bây giờ trước tiên mình coi cái form của nó trước nè. Một em đầm form xòe trơn, đơn giản nhẹ nhàng ha. Đi chơi, đi làm, đi tiệc đều được. Ở đây em cao 1m60 thì cái dáng váy là nó qua gối của em. Thích là cái phần tay áo, các chị nhìn kỹ nha, nó sẽ đính kèm ngọc trai. Hai bên tay là may tay lỡ nè, gấp lên tạo kiểu và đính kèm là mỗi bên một viên ngọc trai rất là xinh. Chị Nguyệt Lệ lấy đầm em mặc eo 76 rồi chốt XL cho em ạ. Ba size cuối cho mình là L, XL và 2X nha. 50-65 cân vừa. Trời ơi sang quá mấy chị ơi, kiếm ở đâu ra. Em mặc giờ là tại vì em mặc size L nó hơi rộng á, tại nó hết size M rồi. Cho nên sẽ kẹp bớt lại phía sau mình xem đỡ, em không quay, em không có quay phía sau mình coi vì em có cái kẹp á. Đúng rồi chị Thanh Hiền, em không may thêm. Hôm nay chị nào thích cái váy này mà không có size vừa là không mua được nữa. Mình chỉ có thể ví dụ như lấy cái size lớn về nhà bóp lại chút xíu hoặc là lựa sang mẫu khác thôi. Chứ hàng mà em đã hết số lượng rồi là em chính thức em bỏ mẫu luôn, chứ không có may thêm nha. Mỗi một hoa văn mã hàng chỉ về đúng một lần duy nhất. Cái em mặc đây là 1468 ạ. Mã đồng em mang là 1468 nha cả nhà. Form hổng đẹp không lấy tiền luôn á. Màu em mang là màu xanh lông công, cũng là một cái tông màu đang rất là hot thị trường hiện tại. Nhà em bán cho mình là 299k, coi như là trơn khách hàng. Đối với chị nào khách quen thì em gọi là giá trơn ha. Còn chị nào khách mới á thì đây là một cái mức giá rất là xứng đáng để các chị mua trải nghiệm luôn. Giá làm quen với mấy chị mình. Mua thử một lần em cam đoan các chị là còn quay lại mua tiếp. Cái này là về chất lượng thì em không có hứa với các chị mình là ồ đầm em may là phải đẹp nhất này kia có thể, nhưng mà em bảo đảm luôn là nó xứng đáng với cái giá tiền các chị bỏ ra. Nếu như mình nhận hàng mình nói nó không đẹp như các chị mong đợi, không giống như em quảng cáo, mình có thể không nhận luôn ha. Được xem hàng trước thanh toán ạ. Ba size thôi chị Trang ơi, chỉ còn ba size thôi. Em còn L, XL, 2X mới có cái giá này, chứ bình thường là 450. Bình thường em mặc mẫu này em bán là 450.000, khách em còn nói rẻ. Hôm nay trên live em đặc biệt sale xuống còn 299 luôn ạ. Sơ mi chất liệu là vải chiffon ạ, may hai lớp nha. Màu xanh lông công rất là đẹp cho mình luôn. Thắt lưng chiếc lá còn không em? Còn chị, thắt lưng chiếc lá hôm nay em giảm, vẫn giảm còn 79.000, chị mua chưa? Nếu mà chưa mua thì hôm nay mua nè, nha, hôm nay đặt luôn. Chiếc lá em đeo là 79.000, em đeo thử mình xem. Dễ thương lắm. Nãy giờ mình hỏi không, em kết hợp với nhiều đầm, đầm nào mang vô nó cũng hợp hết trơn á. Đó, đeo kèm cổng thắt lưng vẫn thấy đẹp nha. Rồi mặc trơn vẫn đẹp, chị nào thích đơn giản thì mặc trơn ha. 1468 cho chị Ngọc Thúy nè. Còn ai mà thích kiểu như nổi bật chút xíu thì đây đeo kèm cổng thắt lưng cho em. 05 dạ còn, chị Mộng Tuyền mình đợi em xíu đi. Bài live tiếp theo em sẽ mặc cái mã 05 cho chị xem nha. Đợi em chút, tại vì em sẽ dành riêng ra mỗi mẫu cỡ tầm 5 phút thôi. Thì em thấy là thời gian trôi qua cũng chỉ còn 1 phút 30 giây nữa là em hết sale rồi. Chiều nào chưa có mình đặt luôn nè. 1 phút 30 giây cuối cùng, nhanh tay giúp em nha. Hàng về em còn 3 size cuối thôi đó. 1468 là mẫu đầm em mang nha cả nhà. Đây là đeo kèm thắt lưng. Còn đây là mặt trơn nè. Vẫn đẹp, em nói cái đầm nó đẹp sẵn rồi thì mình làm gì nó cũng đẹp hết trơn đó. Lên form cực kỳ gọn dáng luôn. Mã này nhà em may là dáng đầm xòe, chị nào có bụng là không lau lộ bụng nha. Rồi sơ mi, tay lỡ, phần tay đính kèm ngọc trai nè. Xuất sắc qua mấy chị ơi, chất mát rồi. Hàng chiếc phong nhà em với chị không phải lo luôn. Mặc lên form nhẹ nhàng, mát mẻ, mặc như không vậy đó. Mấy cái đầm nhà em nó nhẹ tên nè, các chị ơi mặc như không vậy đó. Nhưng mà trong đầm thì có lót nên là không có sợ mỏng nha. Phía trong là em có kèm lót rồi. Bảo đảm các chị là phải làm kín đáo lịch sự ha. Rồi 299.000 chị nhân mã có đơn luôn. Chị Ngọc Hiền chốt một đầm eo 80. Ok chị có đơn ạ. Mẫu em mang là 1414. Tự nhiên em quên ngang với chị, trời đất ơi, giới thiệu đã sao quên ngang. Với em đang mặc đây có mã 4 mà có mã số là 1468. Đó, các chị lưu ý nè, đặt hàng phải có mã số giúp em, không mình quên như em là không chốt đơn được đâu. Bình luận ngay bên dưới để nhà em tư vấn kỹ hơn nha. Sơ mi em mặc là 1468 nha cả nhà. Về 4 size nhưng hôm nay chỉ còn 3 size cuối. 3 size còn lại này hết là em bỏ mẫu luôn. Chị nào chưa có mẫu này trong tủ đặt liền, cơ hội cuối cùng rồi mấy chị, không chờ thêm được nữa đâu. Em chỉ còn vài cái mỗi size thôi. Chị Thu Anh lấy 1468 mà sale trên live là 299.000 hôm nay nha cả nhà. Chất liệu vải chiffon và được may hai lớp các chị yêu nha. Bảo đảm là kín đáo lịch sự. Cái này mình yên tâm cho em, được xem hàng trước thanh toán luôn nha.
Rồi, mẫu váy suông em mặc đây có mã số là 1481 ạ. À. Váy này em mặc cho mình chất liệu của nó là satin hay cả nhạt, cái màu nè, màu tím. Một em đầu màu tím mà em nói là chị khách nào nhà em cũng mê hết trơn á. Đa số các chị trung niên ai cũng mê màu tím. Và ít nhất trong tủ đồ cũng phải có một cái rồi. Nên em về thêm cho mình cái form này là form suông chữ A. Lại gần các chị xem cái hoa nè, dễ thương không? Hoa nó cũng màu hồng hồng tím tím luôn nha. Cổ tròn, tay ngắn, dáng đầm suông, không kén dáng mận luôn. Mấy cái form suông chữ A như vậy á, nó dễ mang lắm mấy chị, cho nên là hết hàng nhanh, là vì ai mang cũng được, ai mang cũng hợp và đi đâu cũng đẹp cho em, không hề kén dáng mận luôn. Chị yêu nào tròn người có bụng mình mặc vẫn đẹp cho em, mà gầy người các chị mặc lại trông vừa vặn hơn á cả nhà. Đó, tại vì nó không hơn bó sát quá nha. Em này là may suông chữ A nè, em thả cái mình coi, tại vì em mặc cái này nó hơi rộng. Đó, em mặc cái này lộn size hơi rộng so với em. Rồi nhanh tay mặc rộng như vậy vẫn được. Đây, nếu các chị thích mặc rộng vẫn được cho em. Còn thích mình muốn mặc ôm eo như em vừa rồi thì mình có thể kết hợp một cái cài áo vào cho em ha. Một cái thắt lưng với một cái thắt lưng vào nó sẽ vừa vặn hơn. Em mặc là 1481 chị. Đây, khóa kéo nằm sau lưng nè. Đó, vẫn suông, vẫn xinh mà mặc ôm eo vẫn đẹp cho em bình thường. Giá váy trên like của em là 299.000 đồng. Chị khách nào chưa có bình luận nhanh tay để em tư vấn và chừa hàng nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Nhanh tay đặt sớm em chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nha. Em đang mặc trên người đây là 1481 các chị yêu ơi. Mẫu đầm em mặc đây là 1481 ạ. Em có cho mình là size M, size L, XL và 2X luôn. Từ 40 đến 65 cân cho em là vừa. Đó, phong đầm suông nhẹ chữ A như thế này ha. Chị yêu nào có bụng mình mặc cũng không có lo lộ nha. Tại vì dưới em cũng có may xề chữ A đó nè. Nó không có phải là nó suông thẳng trên xuống dưới, mà nó sẽ là hơi ôm eo nhẹ và nó sẽ xè chai phía dưới như vậy. Cho nên là nó rất là hấp dáng được cho mình luôn. Về độ dài em này là vừa tầm qua gối hả. Em chào chị Sandri nè. Rồi mẫu mặt là 1481 cho em nha. Form chữ A dáng đầm xè, à dáng đầm suông. Rồi xóa kéo thì được may sau. Và em này là một lớp nha. Đầm satin nó không có bị mỏng, không cần lót ở trong. Em may một lớp, may kèm một cái túi nữa nè. Màu đẹp quá mấy chị ơi, màu này mặc sang lắm, không có kén da đâu. Da trắng da ngâm gì các chị mang cũng được cho em hết. Em về đủ size chị. Nếu mà eo mình cỡ tầm 86 độ về thì mình cứ chốt đơn cho em. Tại bây giờ em chưa có thấy chị cho em thông tin như là cân nặng, chiều cao, số đo gì hết, em cũng chưa có chọn size được á. Chị Phạm Hoa lấy 1481, dạ rồi. Chị Thùy Lâm lấy đầm em mặc size XL, ok chị có luôn. Em đang mặc đây là 1481 nha cả nhà. Váy mẫu đang mặc đây là 1481 nha. Chị khách nào khoảng tầm dưới 65 cân á, hay là 86 độ về thì mình cứ chốt ạ. Một chút xíu nữa sẽ có chuyên viên nhà em liên lạc và tư vấn chừa hàng chừa size cho mình ha. Mã váy em mặc là 1481 nha. Chị Thúy An lấy đầm em mang 56 cân, dạ ok. Cổ tròn, tay ngắn nè. Còn tay ngắn như vậy các chị yên tâm, nó vẫn che được khuyết điểm bóc tay cho mình và cũng mặc thì thoải mái. Em không có may ôm quá, nó vẫn rộng rãi thoải mái như thế này. 299.000 chị. Size L mẫu này em cỡ 75, 74, 75 nha. Size L em 7 là 74, 75. XL thì em cỡ tầm là 78, 80. Còn 2X em này thì em cỡ tầm 86 độ về cho em là mặc được nha. Màu này là màu tím ạ. Em về hai màu. Hai màu, màu nào cũng cháy hàng hết trơn á. Hình cái màu tím này nó về số lượng nó nhỉnh hơn một chút xíu. Cho nên là em còn là sót lại là đủ size. Thật ra mang tính đủ size thôi. Chứ đếm cho đầu ngón tay size chỉ còn khoảng tầm có 20-30 cái rồi mấy chị ơi. Đặt liền em tư vấn nè. Hàng em về chỉ có một lần thôi, lần sau là không có may thêm cái màu này, cái kiểu này. Đó, chị nào mà muốn mua là bây giờ mình đặt luôn mấy cái nè. 1481 kèm số điện thoại cho em nha. Đầm suông nhẹ chữ A, chất liệu vải satin nè. Em ship đến tận nhà và các chị khách mình sẽ được kiểm tra hàng nữa. Mua váy nhà em 100% đơn đều được xem hàng trước thanh toán. Mình nhận hàng mình thấy là đẹp đúng như em quảng cáo, đúng như em giới thiệu thì các chị nhận hàng cho em nha. Giá tiền 299.000. Chị Lê Nguyễn lấy mã số 1481 luôn. Rồi chị khách nào chưa có đặt nhanh tay em chừa hàng cả nhà ơi. Số lượng có hạn nha. Em đang mặc đây là 1481 ạ. Nhanh tay đặt luôn em chừa hàng chừa size và giảm giá nè. Em cao 1m60 chị Thảo Vi, form dài qua gối nào có ngắn đâu. 1m60 em mang là qua gối rồi. Đó, cỡ này mình đi chơi, đi làm hay đi tiệc gì cũng được cho em, không có sợ ngắn chị nha. Chị Thảo Vũ lấy mẫu đầm đang mặc 1481. Rồi ai 61 cân hả chị? Eo dưới 86 vẫn được, chị cứ đặt cho em đi. Nếu như váy này của em 61 cân nhưng mà eo chị dưới 86 thì vẫn hoàn toàn mặc đẹp cho em nha. Váy em mang là 1481 bạn, chị Minh Nguyễn có đơn nè. Rồi, còn chị khách nào chưa có mã này thì mình đặt nhanh giúp shop nha. Cao 1m52 có qua gối không em? Qua chị em cao 1m6 đây. Em cao 1m6 đây chị yêu ơi, phong qua gối rồi nè.
Đó, vest 60 mặc là qua gối rồi chị yêu ơi, không có sợ ngắn đâu nha. Tầm này là đi chơi, đi làm hay là đi tiệc gì cũng phù hợp cho em hết trơn á. Mẫu cao 1m60 nha cả nhà. Chất liệu này là vải trô, à vải, chất liệu em mặc đây á là vải satin lụa nha, satin lụa hàng cao cấp luôn, mặc mát nè, lên form thì lại gọn dáng, trước mát lạnh, mặc vô là mấy chị thấy nó mát lạnh liền luôn, và rồi tới đâu là nó bước tới đó cho em ạ. Đơn 600 em miễn ship, các chị ráng gộp đơn cho em ngày hôm nay nha, tổng đơn 600.000 đồng, các chị sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà luôn ha. Váy em mặc trên người đây là 1481 nha cả nhà, chúc chị Thanh Huyền eo 70 size L cho em đi. Rồi chị Kim Nhung, 70 cân thì em không vừa rồi chị, đầm này của em size với 65 thôi, 65 66 cân thôi, em nó cỡ tầm 786 á, được không? Hay mình đo eo đi nha, nếu mà cao cao chút xíu 286 độ về vẫn mặc được cho em nha. Bình luận mã số để em tư vấn nè. Em đang mặc đây là 1481 nha cả nhà. Mã đồng em mặc là 1481, chị khách nào chưa có thì bình luận nhanh tay giúp shop nha. Hổm mới của nhà em ạ, vừa về thêm cho mình bộ em đầm sấp thái rất là đẹp luôn. Hổm giờ thì cũng nhiều chị khách hỏi cái chất này lắm, tại lâu rồi em chưa có về á, nên em về cho mình kiểu là cỡ vuông sang ha. Đó, cỡ vuông, tay phồng, form dáng váy xòe nhẹ nhàng. Em váy này là nó xòe nhẹ nên là chị nào cũng mang hợp hết, kể cả là trung niên mình sợ là mặc đầm xòe nó có trẻ quá mức không, thì em này em may cái form nó chỉ xòe nhẹ thôi, yên tâm cho em là mặc nó chỉ vừa đủ đẹp thôi các chị, chứ không quá mức gọi là kiểu như là sợ mà nó trẻ quá lố này kia đâu, các chị yên tâm nha. Lên phong rất là sang cho em luôn. Màu sắc em may cho mình đây là hoa màu tím tím ạ. Nền đen là hoa tím tím, nâu nâu cam cam. Em thấy cái màu này đẹp nè, lạ, màu rất lạ, rất đẹp cho mình. Không lo kén da kén tuổi, chị nào dưới 65 cân cứ chốt cho em váy này. Eo 86 độ về cho em nha. Màu em đang mặc eo 86 độ về, các chị chốt hàng nè. Em về đủ size rồi. Chị yêu nào dưới 65 cân hoặc là eo dưới 86 thì mình cứ chốt đơn thôi. Chị Thúy Nguyễn thôi, em này chắc cũng đó là sốc thái. Nếu mà về co giãn á, thì không co giãn cao, nhưng mà bù lại em có 4 size lận nha. Không nhất thiết là phải có co giãn đâu. Bây giờ mình đo thử cho em đi, cân nặng nè, chiều cao nè, số đo 3 vòng có bao nhiêu. Nếu mà vừa em vẫn có size bình thường, chứ không nhất thiết phải co giãn. Em có size eo 86 lận mà các chị lo gì đúng không? Đòi hàng đủ size nha. Form dài qua gối của em ạ. À, dáng này xinh nè. À, nó xòe nhẹ lắm mấy chị coi, xuất sắc chưa? Rồi xòe nhẹ như vậy nhưng mà vẫn che bụng tốt nha. Chị nào có bụng không có lo lộ đâu. Lên form là che khéo bụng cho mình rồi. Ở em cao 1m60, form đầm em mang là dài qua gối. Với cái tông màu này không làm kén da mấy chị yêu. Da trắng da ngâm gì cũng mang hợp đẹp cho em. Về 4 size cho các chị lựa chọn từ 40 tới 65 66 cân. Eo chị nào 86 độ về mình cứ chốt cho em ạ. À, form dài nhẹ dạng dễ thương lắm. Không có túi chị yêu ơi, đầm này em bay trơn ạ. À, váy mẫu đang mang là xòe trơn chứ không có túi nha. Rồi, nhanh tay đặt luôn em chừa hàng nha cả nhà. Mã váy là 1487. Chị khách nào muốn mua thì bình luận ngay bên dưới giúp em ha. Chị thì Diệu 59 cân có size, chị yêu ơi em về đủ size mà. Bây giờ 59 cân ha, eo mà dưới tầm 80 á là chị mặc cho em size XL. Còn nếu eo mà lên 82, 84 là phải mặc 2X. Đó, em chưa có chọn size chính xác nha. Tại vì mấy chị mình chỉ cho em cái số ký không, em chưa chọn size được đâu. Hai chị cùng số ký mặc hai size khác nhau là chuyện bình thường luôn. Tại vì ví dụ 1m50, 50 cân 1m50 nó khác với lại 50 cân 1m7, đó nó sẽ khác nhau ha. Em mặc đây là em có đủ size cho mình nên là cứ yên tâm đi. Bây giờ mình chỉ cần đặt mã cho em trước nha, bình luận mã số. Thích kem váy hoa em mang nè, cổ vuông nè, tay phồng nè. Tay này các chị mặc vừa đẹp vừa thoải mái mà còn che được bắp tay nữa. Đó, che khuyết điểm mà nó rộng rãi thoải mái lắm mấy chị, không có sợ chợt đâu. Cổ vuông nhìn sang mà thanh thoát hơn ha cả nhà. Khóa nằm sau nè. Trời ơi, xin bảo mấy chị ơi chốt gấp nha. Tranh thủ đặt trên like em giảm giá, chứ ở ngoài em bán là 450 á. Like này em sẽ có 299.000 thôi. 1487 cho em. Chị yêu nào mua trên like này em chốt cho mình là 299.000 đồng. Còn em kết thúc live stream thì giá váy rất mặc định nó trở về 450 liền. Ai mua trễ là 450, mua tại shop cũng 450 ha. Đặt trễ mình mua like khác, em xuống like rồi cũng 450 luôn. Trong khi bây giờ các chị bình luận cái mã vô cho em nè. Đó, em chốt cho mình váy 299.000, ship hàng tại bất luôn. Được xem hàng trước thanh toán nha các chị yêu ơi. Được tư vấn size trước khi giao và được kiểm hàng trước thanh toán.
toán bao nhiêu đó thôi là đã được gọi là đã có thêm niềm tin rồi đúng không? Tại vì mình chưa mất tiền trước, em đâu lấy tiền trước đâu, còn không yêu cầu khách chuyển khoản luôn mà. Với chị yêu chặn hàng đó, mình cứ thanh toán tiền cho em lúc mà mình nhận thôi. Chị Vân Trường lấy mã số là à, chị Vân Trương lấy mã hàng 487 em mặc luôn. Rồi chị Duyên Lê, 55 cân em có size vừa chị yêu ơi, hàng về đủ size luôn ạ. À, mẫu em đang mặc đây là 1487 nha, chất liệu là vải xốp Thái nha cả nhà, form xè dài cho mình qua gối. Em cao 1m60 là form dài qua hẳn gối của em luôn nè. Phần eo may cao ở trên ha, chị yêu nào có bụng lá dưới nè. Đó, nó xè nhẹ nhàng như vậy, cái chị không có lo lộ bụng nha, mặc xinh lắm. Em mặc đây nó hơi rộng nè, size M đầm này eo 70 được mặc đùi che, em mặc hơi rộng xíu. Đúng form cái chị coi, đúng form đầm dáng như vậy nè. Đó, mặc lên đúng form hả, hắc dáng cái chị rất là đẹp luôn. Để em may form có ôm eo nè. Đó, đầm này ôm eo xè rất là sang luôn. Rồi, độ dài váy này hả chị, 1m60 em mặc đây, chị xem giúp em nè. Đó, mình trừ hao giúp em nha, tùy vào chiều cao của khách nữa. Dài ngắn là còn và tùy form có khách mặc, chứ không phải ai mặc cũng giống nhau. Ở đây em cao 1m6 là qua gối của em rồi. Em thấy tầm này là ai mang cũng được. 1m65 cái chị mặc vẫn ngang ngang gối. 1m4, 1m5 thì tới bắp chân rất là xinh. Dạ 299.000 chị, mã đầm cho em với. Em mặc đây là 1487 cả nhà ơi, bán tại cửa hàng là 450. Chị nào mua trên like bình luận mã số, số điện thoại, em sale còn 299.000 đồng luôn. Cái này phải nhanh tay mới được nha. Kết thúc live stream em về lại giá cũ nha cả nhà. Mã đầm em mặc đây là 1487 ha. Nhanh tay đặt luôn để em chừa hàng, chừa size và giảm giá nè. Bao nhiêu tiền váy này vậy em? Dạ 299.000 chị Ngọc Trang ơi. Chốt cho chốt sao vậy shop, chị chưa biết cách chốt hàng. Rồi chị Lina Nguyễn ơi, mình bình luận cho em là 1487 kèm số điện thoại. Dễ nhất các chị chỉ cần nhớ giúp em mã số sản phẩm kèm số điện thoại thôi nha. Cứ phát đặt hàng đơn giản lắm. Cứ mã cộng số điện thoại cho em là xong. Thì trong đó em này mã đầm của nó là 1487 thì mình cứ ghép vô cho em ha. Bình luận bên dưới cho em là 1487 cộng số điện thoại. Xong, đơn giản, chia sẻ cho em 3 lần bài live stream này sẽ được giảm từ 450 còn 299.000 đó. Quan trọng là sale được hay không là các chị nhớ chia sẻ giúp em nha. 450 sale còn 299.000 đồng cho em. 1487 kèm số điện thoại, form dài phủ gối, chất liệu là vải xốp Thái nha cả nhà. Hàng em còn đủ size, các chị tranh thủ lên đơn để được sale giá giảm nha.